các bạn đã quay trở lại với chương trình giới thiệu các trường tại Canada của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường đại học Fanshawe, được thành lập năm 1967, là một trong những trường lớn tại Ontario. Vị trí của trường thì nằm ở phía tây nam Ontario, cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập thân thiện nhất. Và với hơn 15.000 sinh viên đang theo học, thì trong đó có khoảng là 1.300 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia và trong có 20 sinh viên Việt Nam. Thì trường cung cấp hơn 100 chương trình học từ chứng chỉ cao đẳng và đại học. Số lượng các chương trình đào tạo liên kết trong các kỳ thực tập trả lương chiếm hơn 40% tổng số ngành, và các ngành nghề trường đào tạo như là kinh doanh, quản lý du lịch khách sạn hay là y tế, công nghệ thông tin, thiết kế, truyền thông, sản xuất tiêu dùng, và mang đến cho sinh viên những cơ hội học tập cũng như là những cái tích lũy kinh nghiệm quý giá, và cho phép các bạn có được giấy phép làm việc đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Và là một trong những điểm nổi bật của trường là chương trình đào tạo tiếng Anh. Chương trình này thì được chính thức công nhận bởi trường đại học Western Ontario tại London, Canada. Và bạn cũng có thể là được nhận vào trường đại học này sau khi bạn hoàn tất khóa học tiếng Anh tại trường mà không cần phải chứng chỉ IELTS hay là TOEFL. Và bên cạnh đó thì chương trình 2 cộng 2 cũng mang đến nhiều lợi ích cho sinh viên nói chung và sinh viên quốc tế nói riêng. Về điểm nổi bật của trường đó là quy mô lớp học nhỏ, giúp tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Hệ thống thư viện, hiệu sách, quán cà phê hay các phương tiện giải trí truyền thông thì luôn sẵn sàng phục vụ sinh viên. Và sinh viên có thể là chuyển tiếp dễ dàng để hoàn tất chương trình cử nhân đại học 4 năm sau tại các trường đại học lớn như là Đại học Western Ontario, Đại học New Brunswick sau khi học chương trình 2 cộng 2. Và 92% sinh viên của trường đều tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Và 40% chương trình đào tạo là chương trình thực tập có lương nếu như mà sinh viên không quan tâm đến vấn đề nhập cư vào Canada. Và trường cũng mang đến cho sinh viên những cơ hội tốt nhất sau khi tốt nghiệp và được có giấy phép làm việc lên tới 3 năm. Hệ thống ký túc xá của trường thì có hơn 1.200 phòng riêng cá nhân, được trang bị truyền hình cáp, điện thoại và internet, bao gồm trong chi phí. Là trường cao đẳng lớn thứ 6 tại Canada. Và trường cũng có các trung tâm nghệ thuật truyền thông như là ba đài phát thanh FM và AM và đài truyền hình vệ tinh. Về chương trình đào tạo của trường thì trường cung cấp hàng loạt các chương trình về đại học và sau đại học, có các khóa học dẫn đến cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như là chăm sóc sức khỏe, dịch vụ con người hay là thiết bị điện tử, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, sản xuất âm nhạc, nghệ thuật, thiết kế hay là khách sạn, vận chuyển, phát thanh truyền hình, khoa học môi trường, vân vân. Và bên cạnh đó thì trường cũng cung cấp các chương trình dành cho sinh viên quốc tế, cung cấp hơn 100 chương trình đào tạo chương trình cao đẳng dành cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra thì sinh viên quốc tế còn được các hỗ trợ như nhà ở homestay, miễn phí đưa đón sân bay trong thành phố Toronto hay là tổ chức các kỳ thực tập. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học hay là học phí của trường bao nhiêu thì các bạn hãy liên hệ ngay đến đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể là tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới. Mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường SET Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty
chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tinh Mỹ Dư? Em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Seth Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.